Xin chào các bạn học viên, bài học hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ lệnh line bằng phương pháp tọa độ cực. Trước tiên các bạn nhớ cú pháp như thế này: a cộng l nhỏ cộng trừ alpha, trong đó giá trị a cộng và giá trị dấu nhỏ hơn là hằng số luôn luôn không thay đổi, trong đó l chính là chiều dài của đoạn thẳng, chiều dài đoạn thẳng mà chúng ta muốn vẽ. Alpha chính là góc, cộng trừ là góc âm hay góc dương. Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn thế nào là góc âm, thế nào là góc dương. Ví dụ chúng ta sử dụng để vẽ cho bài toán A. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một lệnh line, Enter, L, Enter. Chúng ta xuất phát và chúng ta vẽ một đoạn thẳng nằm ngang 100 ly. Đây, đoạn thẳng chúng ta đã là 100 rồi. Đây là đoạn thẳng đáy của tam giác. Sau đó chúng ta sẽ mu tọa độ về đây, nghĩa là lấy trục x làm chuẩn, thì chúng ta sẽ có góc, chúng ta sẽ quét lên để nó ra được cái đoạn ngắn này, nghĩa là ở đây chính là góc dương. Vậy thì chúng ta sẽ có gì? Góc dương 30, đúng không các bạn? Góc dương nè, nó nằm ở trên trục x nè, nó quét về phía trên trục x nè, là góc dương. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Theo cú pháp, bắt đầu chúng ta vẽ đường line, bắt đầu từ đây, và cú pháp a cộng, đoạn thẳng chúng ta sẽ là 50, giá trị đoạn thẳng l bằng 50, và dấu nhỏ hơn là dấu luôn luôn mặc định, không bao giờ có dấu lớn hơn, các bạn lưu ý điều đó. Và ở đây chúng ta góc là góc cộng 30 độ, enter. Đây các bạn sẽ có đoạn thẳng của chúng ta là 50, góc là góc 30 độ, dương 30 độ. Rồi, bây giờ việc còn lại chúng ta chỉ vẽ đoạn thẳng này nối vào điểm này nữa thôi là xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thêm một ví dụ nữa để chúng ta vẽ hình bên dưới. Chúng ta cũng có đoạn đáy là 100, chúng ta cứ vẽ 100 bằng lệnh line với F8. Sau đó, chúng ta cũng mu góc tọa độ xy về đây để chúng ta tính góc. Vậy thì góc từ đây qua đây, từ trục x quét lên cái cạnh này, lên cái cạnh mà chúng ta muốn vẽ này, đoạn thẳng chúng ta muốn vẽ này, có nghĩa là 90 độ cộng cho góc này nữa 30 độ nữa, 45 độ nữa là nó 100, dương 135 độ. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ line shift a cộng theo cú pháp shift a cộng để chúng ta ra a cộng, chiều dài là 50, đoạn thẳng này chiều dài là 50, nhỏ hơn góc 135, chúng ta enter và chúng ta nối vào đây nữa là xong. Chúng ta sẽ có đây góc 45 độ. Bài học của chúng ta tới đây đã kết thúc. Điều tôi lưu ý là các bạn luôn luôn nhớ cú pháp và nhớ về phần tọa độ xy để chúng ta mua vào chúng ta tính góc âm góc dương. Bài học chúng ta hôm nay kết thúc. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ hình chữ nhật, vẽ lệnh rectangle hình chữ nhật.